Để tôi nhớ tới gương hoạt cụ, đề nghị quý đoàn dành phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Tôi thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và quý đoàn an toàn về nước, về thuốc, về chầu để gia đình thoát đời. Để tiếp theo chương trình đi biếng gương hoạt cụ, ban tổ chức tăng lễ chúng tôi xin trình trọng kết mời đoàn lễ là gia đình con cháu, gia đình nhà ông Kinh. Buổi chiều hôm nay cũng có nén hương thơm trở về với chương trình đế viếng. Và thay mặt ban tổ chức tăng lễ và gia đình, chúng tôi xin trịnh trọng kính mời. Xin chân thành cảm ơn và quý đoàn ăn. Để tiếp nối chương trình, ban tổ chức tăng lễ chúng tôi xin trịnh trọng kính mời đoàn lễ là khai trường than Hà Rạng, tân lập công ty than Hà Long, quan hệ với cháu Phan và cháu Thúy là cháu ngoại của cụ. Buổi chiều hôm nay cũng có nén hương thơm trở về với phương trình để viếng và chúng tôi xin trịnh trọng kính mời. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta vẫn còn đọng lại cho mỗi người lính Việt Nam, người bộ đội Cụ Hồ. Hôm nay đây, khi đất nước đã đi về một mối, quê hương đã sạch bóng quân thù, thì hội đồng đội Trường Sa tỉnh Nam Định này vô cùng cảm động khi nhận được tin báo buồn thân mẫu của đồng đội mình đã ra đi về với cõi vĩnh hằng. Ban tổ chức tăng lễ chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho hội đồng đội Trường Sa thuộc tỉnh Nam Định là quan hệ với ông Khoa, con trai của cụ, trở về phòng tang để vào làm nghi lễ viếng do Nguyễn Văn Đông làm trưởng đoàn, và chúng tôi xin trịnh trọng kính mời. Quý đoàn dành phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Tôi thay mặt cho gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn và quý đoàn an toàn bên phòng khách để mời nước, mời thuốc, mời chầu để gia đình có đời cảm tạ. Cho gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn và quý đoàn an toàn. Vâng, nhận được tin báo buồn của nhà 250 về già, vì điều kiện đường xá xa xôi không kịp về chiều tan và lễ dâng đế kính bái. Vâng, giờ này thì chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu và kính mời gia đình nhà Đào Hưng là hàng xóm của bà Mai Thực ở tỉnh Bắc Giang xa xôi, là quan hệ với con gái của cụ, cũng gửi nén hương thơm trở về với chương trình đi viếng. Và chúng tôi xin trịnh trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn nhân dân nén hương thơm. Để tiếp nối chương trình đế viếng, ban tổ chức tăng lễ và gia đình chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho cấp ủy chi bộ, cựu chiến binh, hội hưu trí, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Sau Khê, thị trấn Cổ Đễ, là quan hệ với ông Khoa là con trai của cụ, do Nguyễn Văn Hinh làm trưởng đoàn. Buổi chiều hôm nay cũng có nén hương thơm, có trái quả ngọt, đặc biệt là có vòng hoa tươi về với lễ viếng, và chúng tôi xin trịnh trọng kính mời.
Để tiếp theo chương trình đến viếng, chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho cấp ủy chi bộ lên đặt vòng hoa kính bái hương hồn cụ trong buổi chiều hôm nay. Giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho hội cựu chiến binh cơ sở nên đặt lễ kính bái hương hồn cụ. Để tiếp nối chương trình đến viếng, chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho hội hưu trí mất sức phố Sau Khê thị trấn Cổ Đễ nên đặt vòng hoa kính bái hương hồn cụ. Mời nước, mời thuốc, mời trầu để
gia đình có lời cảm tạ. Để gia đình có lời cảm tạ. Tiếp theo chương trình lễ viếng ban tổ chức tang lễ, chúng tôi xin trình trọng kính mời đoàn lễ là anh chị Dương Quang sau ở thành phố Nam Định đã quan hệ với ông bà Khoa. Buổi tối hôm nay cũng có nén hương thơm trở về với chương trình lễ viếng và chúng tôi xin trình trọng kính mời. Trong đêm hôm nay, chúng tôi xin trình trọng kính mời gia đình nhà bà Thanh là em của bà Chắc là tham gia với bộ do Nguyễn Văn Trâm làm trưởng đoàn. Tối hôm nay cũng có đến hương thơm trở về với đây biển và chúng tôi xin trình trọng. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý xa gần, kính thưa quý đại biểu họ tộc nội ngoại, kính thưa gia đình hiếu thủ, thật đúng là bao năm tình nghĩa thâm gia, công to việc nhỏ hai nhà có nhau, nay cùng ra đi chúng tôi ở lại vẫn nhớ lời hứa mãi ngày xưa, dạy bảo con cháu sớm trưa ở sau hiếu thảo cho vừa nằm nhau, trách con tạo hóa cơ cầu phụ đi để này nỗi đau thân tình, về đây chúng tôi đại diện gia đình dâng hương kính viếng trọn tình thông gia. Vâng, hoa tươi quả ngọt hương thơm dâng lên viếng cụ về nơi vĩnh hằng, xin kính mời đoàn lên đặt lễ và dâng hương kính viếng. Cảm ơn. Cho ban tổ chức tang lễ và gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông bà Phan Minh Kính và đặc biệt là gia đình Kiên Gia. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và quý đoàn an toàn về nước, về thuốc, về chầu để gia đình có lời cảm tạ. Để tiếp nối chương trình lễ viếng hương hồn cụ trong đêm hôm nay, ban tổ chức tang lễ chúng tôi xin trình trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho đội 203 chi nhánh miền Trung công ty xây dựng cầu 75 cùng anh em tổ quan nhồi công ty cổ phần xây dựng cầu 75. Buổi tối hôm nay cũng có nén hương thơm trở về với chương trình đến viếng
để thay mặt ban tổ chức tang lễ và gia đình, chúng tôi xin trịnh trọng kính mời. Và quý đoàn an toàn bài nước bài thuốc bài chầu để gia đình có đời được tiếp nối chương trình lễ viếng hương hòa cổ trong đêm hôm nay. Ban tổ chức tang lễ chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho tổ an ninh số 4 khu phố Song Khê thị trấn Cổ Lễ là quan hệ với ông bà Khoa. Buổi tối hôm nay cũng có đèn hương thơm, có trái quả ngọt về với chương trình lễ viếng và chúng tôi xin trịnh trọng. Chúng tôi đề nghị quý đoàn dành phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Tôi thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và quý đoàn an toàn. Tiếp theo chúng tôi xin trịnh trọng kính mời chi hội phụ nữ tổ dân phố Song Khê thị trấn Cổ Lễ. Buổi tối hôm nay cũng có đèn hương thơm trở về với chương trình đến viếng và chúng tôi xin trịnh. Để tưởng nhớ tới hương hòn cổ, đề nghị quý đoàn dành phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin trịnh trọng kính mời đoàn lễ của tiểu khu tiểu an ninh số 4 tiểu khu Hòa Bình thị trấn Cổ Lễ là quan hệ với ông bà Khoa. Đêm hôm nay cũng có nén hương thơm trở về với địa viện và chúng tôi xin trịnh trọng. Chúng tôi đề nghị quý đoàn dành phút vĩnh biệt. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Cùng theo bản thân gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và quý đoàn an tọa bên phòng khách để bày nước, bày thuốc, bày chầu để gia đình có đời cảm tạ. Và để tiếp theo chương trình đi viếng, chúng tôi xin trình trọng kính mời đoàn lễ đạo hội đồng môn cấp 3 quan hệ với chị Quý Khoa trở về phòng tang để vào làm nghi lễ viếng hương hòn cổ trong đêm hôm nay.
để tưởng nhớ tới hương ngọn tổ, đề nghị quý đoàn dành phút vĩnh biệt bắt đầu. Tôi thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và quý đoàn an tỏa về nước, về thuốc, về chầu để gia đình có lời cảm tạ. Vâng, giờ này thì chúng tôi xin trình trọng kính mời các cụ ở trong đội tế của dòng họ Nội, dòng họ Nguyễn Tộc sẽ hoạt động lễ tế đặc nghĩa phong hồn cụ trong buổi tối hôm nay. Được tin báo buồn, bà Nguyễn Thị Hạc là người con dâu của họ Nguyễn Nam đại tộc chúng tôi đi theo tiên tổ về nơi Tây Phương cực lạc. Thật là một nỗi đau thương vô hạn với dòng họ cũng như gia đình, con cháu, anh em chúng tôi. Trong dòng họ Nguyễn Nam đại tộc chúng tôi có thành lập từ thuở xa xưa, các cụ để lại cho đến ngày hôm nay có thành lập hai đoàn tế nam quan, nữ quan để hàng năm tế thánh, tế tổ và những tuần to, tiết lớn, quy định của làng Đông Hạ, Phú Gia chúng tôi. Và chúng tôi cũng quy định khi thân nhân, hội viên và tứ thân phụ mẫu của hội viên tế chúng tôi qua đời, chúng tôi có quy ước với nhau thay mặt nhau giả nghĩa bằng quán tế tiến. Vâng, hôm nay đứng trước linh sàng là đoàn đại biểu đại diện cho hội tế nam quan, nữ quan của dòng họ chúng tôi về đây để xin được thắp nén tâm hương cung kính vong linh người quá cố và thành lập quán tế để trả nghĩa và tiễn biệt và là người con dâu, cháu dâu của dòng họ chúng tôi. Mở đầu chương trình cho đoàn tế, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho đoàn lên dâng nén hương kính viếng hương hồn bà. Xin trân trọng kính mời. Để cho con cháu
Vâng, thưa Phật, thưa gia đình, ban tổ chức tang lễ chúng tôi vô cùng cảm ơn tổ tế nữ lão bà của dòng họ Nguyễn Tộc đã về tế tận nghĩa vong hồn cụ cũng đã hoàn tất. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, giờ này thì trở lại với chương trình lễ viếng. Tất cả các ông các bà trong các đoàn đã đăng ký, chúng ta hãy chuẩn bị vào làm nghi lễ viếng trong buổi tối hôm nay. Vâng, giờ này thì chúng tôi nhận được lễ của gia đình ông Phi Nga và ông Sơn là cháu của cụ, quan hệ với anh Khoa Quý. Buổi tối hôm nay cũng có nén hương thơm trở về với chương trình lễ viếng. Sau gia đình anh Phi Nga là hội đồng môn lớp 12. Tôi theo bản thân gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn và quý đoàn an toàn. Tiếp theo chúng tôi xin trình chào cái bài hội đồng môn khóa 1987-1989 xã Trường Đông trở về phòng tăng để vào làm nghi lễ viếng. Tưởng nhớ tới gương hoàng cụ, đề nghị quý đoàn dành phút vĩnh biệt bắt đầu. Tôi, bản thân gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, chúng tôi xin trình chào kính mời hội đồng cũ năm 1990 nữ đoàn 147 Hải quân trở về phòng tang để vào làm nghi lễ viếng. Sau hội đồng cũ là các con của cụ Đốc ở Đông Trung. Thank you.
đấy là với bản trống thứ nhất. Thế này là con cháu thì ngồi đông trước cửa lên sàng để báo hiếu. Nhưng mà con cháu thì còn ngồi im lắm. Hoa là chuẩn bị cái gì rồi? Nên là cả ông bà kính là thông gia cũng ngồi im rồi. Cái mâm này thì cũng bình thường thôi. Bây giờ là thể theo nguyện vọng của các con cũng như là các cháu cũng như là bà con dân làng đã có mặt tại phòng tang hôm nay. Giờ này thì yêu cầu anh chính thực với là đánh trống cây. Và đánh trống cây thì trống nó nói trong phải mồm anh khịa ra anh nói ra nha. Đánh đúng như là đông đầy, đông vực thì đừng đông. Chống nó đấy, nói thương linh hào quang linh hồn cộ. Chống nó nói chứ không phải là mà một tôi nói. Không được khịa đâu. Đông đầy. Đông đầy. Đông vực. Đông vực. Đừng đông thì đừng đông đấy. Nhưng mà ba bà con râu với này mấy bà con gái ấy. Thì à? Nhất là cả bà con gái Thanh ấy đây đang chuẩn bị đi rồi. Con gái vui đấy. Có đấy. Nhà đồng bảo là thôi vợ chồng tôi từ thôn Thầy Cầu xuống đây thì ông đánh theo đúng lối cổ như cổ truyền Việt Nam các cụ vẫn để lại ở đấy. Vẫn đánh ở thôn Thầy Cầu đấy. Đây. Thì bây giờ là tôi đánh bản trống là trong này đông vực từng động nhá. Để đánh cho mình múa nhá. Rồi múa tứ linh cầu văn minh hoặc thế mà hay đâu mà khoa bậc đàn đấy nhá. Thế hai vợ chồng con trai khoa với con râu quý thì để bớt nửa tháng lương đi rồi. Một lần cha mẹ mất, hiếu đức tam tòng đạo nghĩa làm con. Hôm nay mẹ khuất núi không còn, con thương cháu tiếc lệ sầu đẫm mi. Thể theo nguyện vọng của con cháu trong gia đình, giờ này chúng tôi đi vào chương trình dẫn trích huyết hồ địa ngục để nói lên công cha nghĩa mẹ. Trích huyết hồ xin được bắt đầu. Thank you.
con đau. Mày ơi chứ cô nào cấm nặng áo dày giờ chúng con biết ngày nào con trả được không đầy mẹ. Tôi dân đôi chứ mà yêu chung cha sinh mẹ dưỡng thiệp mà bằng núi non cao. A Di Đà Phật đẹp địa phủ quy pháp bất nạt ngã quỷ, quy pháp bất nạt a quỷ, quy tăng bất đọa thúc sinh, quy tăng bất đọa xúc sinh. Con nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tôi đến gọi chính là Na Mốc. A Di Đà Phật. Quê sinh thành vương xa thân yêu. A Di Đà Phật. Thân yêu nay mẫu thân đã khuất bóng chiều. A Di Đà Phật. Xuất gia đi tu đến gọi một niên tôn già. Một niên tôn già. Đã bao ngày con đi tìm kiếm đi khắp nơi chẳng thấy mẹ đâu. A Di Đà Phật. Chốn ngục sâu là huyện Duy Vương Phật ban cho con nhất quả Minh Châu thiết lập trai đàn cứu mẹ về nơi tỉnh nhà đỏ. A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thiết Di Đàn Tràng Di Biên Minh Nhà Minh Đăng Trúc Di Đạo Gia Pháp Ba Nhạc Phụ Thần. Ai ai nhà hoa đi đâu à.
thấy ai đến gọi thanh đệ ở trong ngục tối ra con thân về nơi tình độ. A Di Đà Phật. Trời ơi mẹ ơi, 90 mùa lá rụng nay đâu còn đã được ơi. Mẹ đi rồi giấc mộng hoàng thiên, ôi ôi nỗi niềm chúng con thương nhớ khóc than, mà nay đâu còn mẹ nữa trên đời mà như xưa. Mẹ đã đi rồi mẹ ơi,
lại đang hát để ổ. Còn con râu trưởng, con râu quý, con râu chiên ơi. Đang ngồi hết bên cạnh đi thầy. Quý thầy lời con ơi. Hai vợ chồng con hết lòng chăm sóc. Nay mẹ đi rồi, con bỏ lửa tháng lưng thôi. Đại tá đấy con ơi. Còn các con gái ơi. Đâu hết rồi. Mai ơi, Ngân ơi. Thiên ơi, Hiền ơi. Đổi được con mớ đây. Còn con rể đâu rồi Thiệu ơi. Hoa ơi. Đấy các con ơi. Thiệu Hoa đâu. Thiện ơi. Tuyết ơi. Tuấn Anh, cháu Dũng, cháu ơi. Con nhận ôi trời ơi. Ra thôi không bàn cái đổ năn đây này. Các con ơi. Nay số phận bờ trời con ơi. Mẹ về.
tiếng trống xa đưa hồn cô về chín suối, mà tiếng nhạc sầu ai oán cảnh biệt đi. Giờ này trước cửa linh sàng của thân mẫu đồng nghiệp của mình, đoàn nhạc trống của chi hội người cao tuổi thị trấn Cổ Nễ, huyện Trường Ninh đã về trước cửa linh sàng của cụ để vào làm nghi lễ viếng. Để mở đầu ban tổ chức tang lễ, chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn lên điều hành nghi lễ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em với tình làng nghĩa xóm về tham dự lễ đưa tang. Kính thưa họ tộc nội ngoại cùng quý quyến gia tang. Kính bái phong linh cụ phong nhà. Giờ này cụ đã lên đường theo tổ tiên, vĩnh hằng nơi ấy chốn cửu nguyên. Bồng lai tiên cảnh vui cõi Phật, xa cách từ đây nhớ người hiền. Xong giờ đây tình mẫu tử ân thâm dốc trà, nghĩa sinh thành đạo cả ơn đền. Cháu con nội ngoại đôi bên nhất tâm báo hiếu để đáp đền công ân. Với tâm tình ấy, hiếu chủ đã thỉnh mời hội nhạc trống minh kính từ quê hương thị trấn Cổ Nễ, nơi người con thứ và cụ đang sinh hoạt và làm việc, về tiến nhạc đưa tang. Giờ này bản hội chúng tôi đã tề tiệu đứng trước linh sàng để trân trọng cử hành lễ viếng. Trăm hoa đã kết thành vòng, dâng lên viếng cụ tỏ lòng nhớ thương. Tôi xin giới thiệu hai ông đại diện cho hội dâng vòng hoa và dâng lễ kính viếng cụ, xin kính mời. Mời hội khởi nhạc trống chào, viếng cụ từ cõi thế đi vào cõi tiên, xin kính mời hội. Thank you.
thay mặt hội xin chia sẻ nỗi buồn họ tộc cụ ông cùng hiếu kiến trong lúc bi ai. Chúc cụ về chốn tuyền đài được an giấc mộng kéo dài thiên thu, xin vĩnh biệt thương hồn cụ. Xin cảm ơn ban lễ tang, ban nhạc tang đã giúp chúng tôi hoàn tất lễ viếng được trang trọng. Xin chân thành cảm ơn. Giây phút cuối cùng trên trần thế, đoàn đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành hội đoàn trong thôn, các gia đình ông bà thông gia liên gia, thân bằng cố hữu nội ngoại đã tề tiểu trước đinh sàng của cụ để vào làm nghi lễ viếng và cử hành đến trình trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền địa phương cơ sở nên điều hành nghi lễ viếng và chúng tôi. Trước khi vào buổi lễ kỷ niệm, tôi xin kính mời đề nghị ban nhạc hiếu đổi ba hồi chống đại. Lễ truy điệu cụ Nguyễn Thị Hạ. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Hạ. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể. Kính thưa các đồng chí cán bộ và nhân dân cùng toàn thể anh chị em họ hàng nội ngoại cùng bạn bè thân bằng cố hữu gần xa. Kính thưa gia đình nhà hiếu. Những ngày lạnh lẽo cuối đông của năm Ất Mùi đang dần trôi qua, cũng là lúc toàn thể cán bộ và nhân dân trong xóm nhà đang tích cực hăng say lao động hoàn thành các chỉ tiêu của năm, đang ra sức xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng, bờ vùng bờ thửa, chuẩn bị các giống lúa để phục vụ cho vụ chiêm xuân năm 2016 giành thắng lợi cao, và cũng chuẩn bị đón xuân Bính Thân đang dần đến, thì mỗi người dân trong xóm chúng ta nhận được tin đau xót vô cùng. Cụ Nguyễn Thị Hạ, tức cụ Nguyễn Thị Khối, một vị cao niên trong xóm nhà, vì tuổi cao, sức yếu, mặc dù cụ đã được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, các con, các cháu, các chất phụng dưỡng ân cần, họ hàng nội ngoại gần xa, bà con đối xóm thăm hỏi động viên, nhưng cụ không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 17 giờ 17 phút ngày 4 tháng 1 năm 2016, tức ngày 25 tháng 11 năm Ất Mùi. Cụ đã mãi mãi vĩnh biệt chúng ta, đi về cõi vĩnh hằng theo ông bà tiên tổ, để lại hình ảnh trong mỗi chúng ta một người cả đời sống tần đảo, gắn bó chan hòa với tình làng nghĩa xóm. Cụ hưởng thọ 90 tuổi. Sau khi nhận được tin báo buồn từ gia đình nhà hiếu, cơ sở xóm và ban công tác mặt trận đã thành lập ra ban lễ tang. Tôi xin đọc danh sách ban lễ tang cụ Nguyễn Thị Hạ gồm: một, ông Lê Văn Hồng, bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận cơ sở, làm trưởng ban lễ tang. Hai, ông Phạm Văn Thiên, trưởng xóm, đội trưởng sản xuất nông nghiệp, làm phó ban lễ tang. Ba, ông Nguyễn Văn Hà, thường trực mặt trận thôn, làm ủy viên ban. Bốn, ông Phạm Thế Tân, chi hội người cao tuổi thôn Đông Hạ, làm ủy viên. Năm, ông Bùi Văn Bình, phó trưởng xóm, phụ trách an ninh, làm ủy viên. Sáu, ông Nguyễn Văn Loan, phó ban công tác mặt trận cơ sở, làm ủy viên. Bảy, bà Lưu Thị Loan, chi hội phụ nữ, ủy viên. Tám, bà Vũ Thị Vi,
chi hội nông dân tập thể làm ủy viên, 9 ông Nguyễn Văn Khôi đại diện gia đình làm ủy viên. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể, thưa các đồng chí cán bộ và nhân dân xã viên trong và ngoài xóm, thưa các vị khách quý gần xa, cụ Nguyễn Thị Hạc, tên thường gọi cụ Nguyễn Thị Khối, sinh năm 1926, nguyên quán thôn Đông Trung, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Chú quán xóm Minh Đức, thôn Đông Hạ, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Cụ sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, là xã viên lao động đần đảo để nuôi dạy các con, các cháu khôn lớn. Trong thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược, gia đình cụ cũng đã hăng say tích cực đóng góp cho cách mạng. Gia đình cụ đã có thời kỳ là nơi nuôi dấu cán bộ hoạt động cách mạng. Chồng cụ, con và các cháu cụ đều đã giác ngộ được ý tưởng cách mạng, đi theo con đường của Đảng, là đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Cả cuộc đời cụ sống tần tảo, hăng say lao động, cụ luôn là xã viên hăng hái tích cực vào các phong trào của quê hương. Cụ luôn có lối sống giản dị, chan hòa với bà con lối xóm, được mọi người kính trọng và noi theo. Sinh thời, cụ đã sinh được 8 người con, 3 người con trai và 5 người con gái. Cụ đã luôn chỉ dạy cho các con, các cháu, các chất phải sống chan hòa, giản dị, tích cực, hăng say lao động, học tập, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Bản thân và gia đình cụ luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước và các phong trào của thôn và xóm phát động. Cụ luôn là tấm gương để mỗi người chúng ta noi theo. Cụ mất đi là niềm thương tiếc vô hạn của dòng họ, gia đình, của các con, các cháu, các chất và bà con lối xóm, cán bộ và nhân dân xã viên trong xóm nhà. Để tỏ lòng tiếc thương vô hạn và vĩnh biệt cụ an giấc ngủ ngàn thu, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho các đồng chí cán bộ và nhân dân trong xóm nên đặt vòng hoa thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đội sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Trực Đông nên đặt vòng hoa thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho mặt trận tổ quốc thôn Đông Hạ nên dâng hương dâng hoa thắp hương kính viếng hương hồn cụ. Tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho chi hội người cao tuổi thôn Đông Trung nên dâng hương dâng hoa kính viếng hương hồn cụ. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho ban công tác mặt trận cơ sở nên dâng hương dâng hoa kính viếng hương hồn cụ. Thank you.
tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho chi hội phụ nữ cơ sở nên dâng hương dâng hoa thắp hương kính viếng hồn cụ. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho chi hội nông dân tập thể cơ sở nên dâng hương dâng hoa thắp hương kính viếng hồn cụ. Tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho chi hội người cao tuổi thôn Đông Hạ nên có lời điếu kính viếng hương hồn cụ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, kính viếng hương hồn cụ Nguyễn Thị Hạ. Cụ là hội viên hội người cao tuổi thôn nhà, nay cụ ra đi theo tiên tổ về nơi Tây Phương cực lạc. Trước lúc kẻ ở người đi, tình hội người cao tuổi thôn nhà có mấy lời điếu văn kính viếng hương hồn cụ. Lội trước linh sàng khói hương nghi ngút mấy câu văn thay lời cụ đi khuất bóng ở đời hồn thiêng xin giáng về nơi ninh sàng hoặc cụ ở thiên đường cực lạc xin lệnh trên cõi hạc bay về thật là đau xót thảm mơ thế hội người cao tuổi đi về có để bày tỏ niềm tiếc thương và vĩnh biệt cụ an giấc ngủ ngàn thu, xin mời toàn thể các đồng chí cán bộ, đại biểu và các đồng toàn thể nhân dân có mặt trong sân dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Con lối xóm có quan hệ với các con, các cháu, các chất của cụ đã đến đặt vòng thắp hương, thắp tuần tâm hương, kính viếng hương hồn cụ và chia buồn sâu sắc tới gia đình nhà hiếu để đáp lại những ân tình và tình cảm sâu nặng đó. Tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà hiếu nên có đôi lời cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bà con trong xóm ngoài làng đã đến chia buồn, cúng viếng và tiễn đưa mẹ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho gia đình, các anh chị em cùng các cháu, các chắc xin cúi đầu cảm tạ. Sau khi đưa mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng được mồ cao mả dài, thay mặt cho gia đình xin mời toàn bộ các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em trở về gia tang, mời chén rượu nhạc
chia buồn cùng bố, anh chị em, chúng con. Trong lúc tăng gia bối rối, không tránh khỏi những điều khiếm khuyết, chúng con xin quý vị đại biểu lượng thứ cho gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Con ngủ cho ngoan ngọt ngào.
dòng thời gian, bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ giáng nắng dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn vẫn buồn từng đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm từng thương. Con không còn gọi tiếng mẹ ơi, từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà con chẳng còn thấy mẹ đợi con vẫn biết mẹ đã đi rồi mà lại buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đón viên, mà lòng con sao không nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi suốt một đời vững ra cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đón tin, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Thank you.
mẹ ơi mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ mẹ khôn. Mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn lòng con thương nhớ khung người. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đón viên, mà lòng con sao vẫn mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi. Suốt một đời vững dạ cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đón tin, mà lòng con sao vẫn làm con phải hiểu.
làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời. Quyện xương hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ.